phân biệt cách mổ, tức là phân biệt cách mổ và phân biệt lẫn úng rái và úng rái trong. Trời, khó quá. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì tôi biết rằng đây là trong khả năng của mình, nhưng mà khi mà để chúng ta mà người dân á, để phân biệt được thì nó cũng hơi khó một chút, nhưng mà nếu như chúng ta để ý thì cũng dễ thôi. Bị úng ở đây nó có nhiều trường hợp. Úng thì chúng ta thấy là con lợn con á, con lợn con nó bị sa ruột khác, hep ni đúng không ạ, nó bị sa ruột thì nó khác, hoặc là nó úng úng ở dưới rốn. Úng dưới rốn thì chúng ta sẽ có những cái thủ thuật nó dễ hơn. Và ở đây á, thì chúng ta sẽ chia sẻ ở cái thủ thuật một chút, đó là chúng ta biết cách á, thì xử lý nó sẽ không bị chảy máu nhiều và xử lý nó sẽ nhanh hơn. Còn ở đây khi mà bị cà trong á, ở đây nói tinh hoàn trong đi, thì tinh hoàn trong á, thì nó khó hơn một cái là có những con mà Huyền Thu chưa bao giờ tưởng tượng được là nó có ở trong mà nó có tới 3 tinh hoàn ẩn bên trong. Bởi vì nhà chủ là lúc đầu là người ta không xử lý được bởi vì không thấy ở đâu mà. Nhưng mà có những con nó chỉ có đúng một tinh hoàn trong thôi. Thì chúng ta khi mà chúng ta xử lý mà lợn con khi mà 5-10 ngày thì chúng ta hoạn đúng không ạ? Chúng ta hoạn, chúng ta cắt đuôi. Thì cái lúc đó là chúng ta đã thấy là bao giờ cũng có 2 tinh hoàn mà chúng ta cắt bỏ đi là nó sẽ hết rồi. Tuy nhiên có những cái con á, nó vẫn có một tinh hoàn trong bị ẩn về bên trong và khoảng cỡ độ 30 cân đến 40 cân á, thì chúng ta mới bắt đầu xử lý được và mới thấy hiện tượng nhé. Hiện tượng có những con là nó phá chuồng nhé. Nó thích nhảy những cái con lợn khác cùng đàn này. Rồi ở bên một mông, ở một cái bên mông của nó là sẽ có cái vết đỏ đỏ. Không, những con khác thì không có. Và những cái riêng cái con bị tinh hoàn trong thì nó sẽ có cái vết đỏ ở bên đó. Và chúng ta sẽ để ý nó hung hăng lắm. Mà khi mà xử lý xong thành thái giám rồi anh em ạ. Thì nó sẽ không hung hăng nữa. Đó là cái cách mà Huyền Thu đã nhận biết ở bề ngoài. Còn nếu như xử lý thì anh em có thể là vào xem kênh Thúc Huy Thu Kiêm để xem Huyền Thu xử lý nhé. Huyền Thu xử lý rất là nhanh gọn và không bị chảy máu nhé. Có những ca thì có thể là các bác sĩ hay để gây mê ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng hơn. Nhưng riêng Huyền Thu thì chỉ gây tê thôi. Và trong khoảng độ 5 đến 10 phút là Huyền Thu có thể là xử lý xong rồi. Vì vậy nên anh em khi mà chúng ta biết nhận biết ấy, thì chúng ta xử lý nó rất là nhanh. Còn dạng của úng ở dưới bụng ấy, thì có rất là nhiều anh em hỏi Huyền Thu rằng khi mà làm xong á, trong khoảng độ một tuần sau thì nó ăn quá cám đúng không ạ, thì nó lại sẽ bù cái ruột ra tiếp. Đấy thì phải xử lý như thế nào, thì đó là cái trong quá trình ấy, các bác sĩ thú y thì chúng ta sẽ khâu ở đây ấy, thì trong thú y chúng tôi thì có hay có cái dây, mà cái dây của cám á, thì hay gọi là chỉ tự tiêu để chúng ta mang về khâu. Nhưng tuy nhiên thì Huyền Thu xin khuyên cáo ở đây một cái điều là khi chúng ta mổ úng á, thì chúng ta không nên khâu bằng cái chỉ đó, nó rất dễ bị tuột. Và khi mà cái con lợn ăn quá là một chút là nó sẽ bị bục cái vết mổ đó ra ngay. Và chúng ta xử lý bằng cái dây cước nhé, cái dây rút mà chúng ta hãy trong những cái chúng ta xây dựng này, hoặc là chúng ta đi muốn treo thì là cái dây rút ở trong những cái chỗ mà buôn bán đồ điện thì rất là nhiều cái dây rút đó. Thì chúng ta sẽ xử lý hai bên, xử lý bốn bên, là chúng ta đưa cái nhà chúng ta lấy dao, chúng ta rạch hai bên và sau đó là chúng ta rút bằng cái dây rút đó. Thì Huyền Thu xin chia sẻ là cho dù nó đến 80 cân hay một tạ hay là đến mấy tạ thì chẳng nó không bao giờ bục ra được. Đó là cái cách mà chúng ta xử lý tốt nhất để cho cái con lợn nó bị úng nó không bị xa lại đó. Đó thì đây là hai cái trường hợp. Còn nếu mà bạn mong muốn hiểu kỹ hơn thì hãy xem lại video của Huyền Thu hoặc là gọi điện trực tiếp cho Huyền Thu nhé, để Huyền Thu có thể hướng dẫn bạn kỹ hơn để bạn có thể biết cách nhận biết giống như xử lý được luôn những ca mà lợn úng này hoặc là những ca tinh hoàn trong. Cảm ơn bạn ạ.